Vâng, xin chào toàn thể cô bác anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì em Công lại trở lại để giới thiệu với cô bác anh chị và các bạn về một mẫu xe bên em vừa nhập về đây. Đó là chiếc Kia Morning. Chiếc Kia Morning này sản xuất 2018, số tự động, động cơ 1.25, bản lắp ráp. Tổng ngoại thất của chiếc xe thì có nước sơn màu trắng cực kỳ đẹp luôn, la răng phay rất là đẹp. Xe trang bị đèn pha, đó là đèn bi salon siêu sáng, một dòng xe siêu lướt, xi nhan tích hợp trên gương bằng một dải đèn LED cao cấp, và tất cả các tay nắm cửa đều được bọc mạ chrome cao cấp đấy ạ. La răng đây, rất đẹp luôn. Phanh ABS chống bó cứng an toàn 4 bánh như cả nhé, chống bó cứng an toàn 4 bánh luôn. Xi nhan tích hợp trên gương bằng một dải đèn LED này, rất cao cấp, rất đẹp luôn. Tất cả các tay nắm cửa đều được bọc mạ chrome. Keo chỉ trên tất cả cánh cửa thì bao zin cho các anh chị và các bạn luôn. Bao zin luôn nhé. Tắp ly tắp lô thì miễn bàn luôn, bởi vì là dòng xe này thì nó là quá chất luôn rồi. Tắp ly tắp lô thì khỏi phải bàn, bởi vì nó là dòng xe lướt rồi nhé cả nhé. Dòng xe lướt rồi nên là nó như mới luôn nè. Như mới tinh luôn. Như xe đẹp như trong hãng này nhé. Xe đẹp như trong hãng luôn. Đây ạ. Tất cả các chi tiết này đẹp như trong hãng luôn. Ghế cũng vậy này. Mới như chưa ngồi luôn nhé cả nhé. Mới như chưa ngồi luôn. Đó. Hàng siêu siêu lướt. Tablo thì đây, mới tinh luôn. Xe trang bị màn hình cam lùi đầy đủ. Vô lăng tích hợp số tự động zig zag. Điều hòa auto. Có khe cắm một điểm điện 12V này. Khe cắm AUX cũng như là USB đầy đủ, tay 5 số thì rất là mới đẹp luôn rồi. 2018 cơ mà. Một dòng xe siêu siêu lướt. Chiếc này thì bên nhà em đang bán với giá là 365 triệu thôi. 365 triệu thôi cho một chiếc Kia Morning siêu lướt 2018, số tự động, zig zag, siêu siêu lướt. Mà chỉ có 365 triệu thôi nhé cả nhà nhé. Xe và vẫn hỗ trợ trả góp cho các bác anh chị và các bạn 70% giá trị xe. 70% giá trị xe, tất cả các chi tiết, không một vết xước nhỏ luôn. Đó. Ghế bọc da zin nguyên bản theo xe. Tất cả các chi tiết luôn, không một vết xước nhỏ. Cho cả nhé. Dòng xe là dòng xe lắp ráp. Cho cả nhé. Đây ạ. Hàng quá mới luôn. Quá chất đẹp luôn. 365 triệu thôi. Đây, xe trang bị màn hình cam lùi, biển số Quảng Ninh. Chúng ta nhìn đi ạ. Còn bọc nguyên ni lông này. Đấy, bọc nguyên ni lông còn chưa lột luôn nhé. Xe thì mới tinh luôn, mới kính cong luôn. Chứ cả nhé. Lốp sơ cua còn chưa hạ luôn. Một lần chứ cả nhé. Đấy. Đây ạ. Lốp sơ cua còn chưa hạ này. Kích lốp đầy đủ. Lốp sơ cua chưa hạ. Mới kính cong luôn, còn bọc nguyên ni lông. Xe bao không lỗi cho cả nhà luôn. Bao không lỗi, không taxi, không dịch vụ, xe gia đình sử dụng. Keo chỉ thì bao zin rồi, dòng xe lướt 2018. Nghe chắc nịch luôn, mới như trong hãng cả nhé. Anten vây cá này, đấy, bác chủ bác lắp anten vây cá cực kỳ chất luôn. Một dòng anten cực kỳ chất tại thị trường Việt Nam. Đây chúng ta nhìn nhé. Morning này, đời mới nhìn này. Tất cả đèn hậu, đèn phía sau này đều là đèn LED hết. Như cả nhé. Siêu siêu lướt. Đó. 365 triệu để chúng ta sở hữu một em Morning siêu lướt 2018. Hàng cực kỳ chất đẹp. Đây, chúng ta sẽ xem về phần táp ly này. Đúng không? Gương kính chỉnh điện này. Cụp xòe điện này. Ghế thì như mới rồi, bởi vì nó là 2018 mà. Xe mới chạy. Siêu chất luôn. Vô lăng tích hợp bàn phím. Đồng hồ hình ống rất đẹp. Một thiết kế rất thời trang của
Kia. Thiết kế rất là thời trang của Kia như vậy nhé. Trần bọc nỉ zin nguyên bản theo xe, không một vết bẩn nhỏ luôn. Đó. Ghế bọc da zin nguyên bản theo xe, chỉ với giá là 365 triệu thôi. 365 triệu thôi, chúng ta đã sở hữu chiếc Kia Morning này rồi. Ở đây chúng ta sẽ xem đến phần một chút về động cơ, về khoang máy 1.25 thì nó sẽ tương đương vào tầm cỡ khoảng 5 lít, hơn 5 lít trên 100 km đường hỗn hợp nhé. Đây, động cơ của xe thì đây, mới tinh luôn. Còn nguyên bút quẹt màu QC nhà máy này. Đó, còn nguyên luôn, tất cả các chi tiết. Mới kính cong luôn, về chưa kịp rửa luôn. Đây còn nguyên bản bác chủ đi đây, hơi bụi bụi đây. Bác chủ đi cũng rất là ít. Đúng không ạ? Rất là ít. Tất cả các chi tiết rất mới, rất đẹp luôn. Chỉ mới giá là 365 triệu thôi. 365 triệu cả nhé. 365 triệu. Xe thì trang bị đèn pha, nó là đèn bi salon siêu sáng này. Đó. Hai bên này. Đó. Rất sáng luôn. Ta lăng hình mũi hổ đặc trưng của Kia rồi, đúng không ạ? Đèn gầm này cũng là đèn bi salon siêu sáng này. Hàng cực kỳ chất luôn. Biển 14 28701. Em xin nhắc lại là chiếc Kia Morning này sản xuất 2018, máy xăng, động cơ 1.25. 1.25. Chiếc này thì bên nhà em đang bán với giá là 365 triệu. Có ba anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc Kia Morning siêu siêu lướt 2018 như thế này thì hãy liên hệ cho em Công theo số là 0945 883980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn cô bác anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.